Xin kính chào quý vị và bà con. Được hình thành vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, chợ châu bò Nghiên Loan tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Cạn từ lâu đã trở thành nơi giao thương châu bò lớn nhất khu vực phía Bắc. Đây không chỉ là nơi thương lái, nông dân buôn bán gia súc mà còn là địa điểm giao thoa văn hóa giữa các vùng miền. Và để hiểu rõ hơn những nét đặc sắc của phiên chợ vùng cao này, mời quý vị và bà con đón xem phóng sự do Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện. Cứ 5 ngày một phiên, vào ngày 3 và 8 âm lịch, chợ châu bò Nghiên Loan lại được họp tại con đường nối bản Đính và bản Khuổi Ún. Đến chợ châu bò vào cuối tháng 6 âm lịch, bất chấp thời tiết nắng nóng, không khí mua bán ở chợ vẫn rất náo nhiệt, không ai tỏ ra mệt mỏi. Người dân địa phương ở gần thì đưa châu bò đến chợ từ sáng sớm, những người ở xa hơn thì đến từ hôm trước. Hoạt động mua bán ở chợ diễn ra đơn giản, người bán đưa giá, người mua được quyền trả giá tùy thích. Đến khi hai bên thỏa thuận được thì bắt tay, đếm tiền rồi dắt trâu. Có nhà thì thường theo em đi gặp trâu đàn cũng hơi bị nhiều ấy, trong sắm sửa có nhà cũng phải, lúc nào cũng trong tay mình cũng phải đi buôn, phải có tầm khoảng 500 triệu. Tầm phải 500 triệu là mình có một chiếc xe là coi như là vừa đi vừa chở coi như là được. Còn với ít vốn không ăn thua mấy. Mỗi lần anh mà đi chợ anh mang theo khoảng bao nhiêu? Ít rồi, đôi trăm. Thế mỗi phiên này mình mua khoảng bao nhiêu con? Tổng khoảng chục con này nó, cả bé to, chục con nó, xe nhỏ đây. Thế anh thì anh thường xuyên là xuất hàng gì đâu? Anh xuất hàng sang bên Trung Quốc thì nhiều. Những phiên chợ gần đây, trung bình có khoảng 2.000 con trâu bò được người dân tư thương mang đến. Số lượng này bằng khoảng 1/3 so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Những con trâu bò to béo, khoảng từ 3 đến 4 năm tuổi, có thể bán được từ 30 tới 40 triệu đồng. Tùy từng con to nhỏ mà giá bán khác nhau. Chẳng hạn một con nghé 1 năm tuổi cũng phải có giá trên 10 triệu đồng. Theo các tư thương, chợ châu bò Nghiên Loan sầm uất trở lại vì nhu cầu tiêu thụ nội địa có dấu hiệu khởi sắc. Thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc cũng đã nhập hàng số lượng nhiều hơn. Trước kia là Covid kia là không vui gì, nhưng mà bây giờ hết Covid thì bây giờ có vui rồi, bây giờ có đông rồi. Kia là con này vào 42 triệu, bây giờ là giá cho 35 triệu như thế thôi, giá 7 triệu như thế. Việc các thương lái mua trâu bò và những người bán gia súc từ xa đến trọ qua đêm cũng tạo ra nhiều dịch vụ ăn theo. Người có nhà gần chợ thì mở quán ăn, chuẩn bị giường chiếu để khách ngủ trọ. Nhiều người chọn việc trồng cỏ để bán cho những người mua bán trâu bò. Mỗi phiên chợ, nhiều người cũng thu nhập đến cả triệu đồng từ việc bán cỏ. Với những con trâu bò chưa bán được, nhà lại ở xa nên chủ không dắt về mà thường gửi những gia đình ở gần chợ nuôi thuê để phiên sau lại mang ra bán. Chuồng này là của nhà tôi đây là chứa được khoảng bò thì được khoảng 120 con, còn trâu thì khoảng 100 con đổ lại thôi. Gửi chú ở đây là mình chăn cho bà con đi ở nơi xa về gửi đây để bán chợ, là ngày thường cũng được, bình thường được khoảng 6-7 chục con, còn ngày chợ thì cao điểm nó khoảng 120 con. Cứ một con trâu với một con bò nó bằng nhau thôi, thì mỗi ngày mình chăn cả công chăn cả công ấy là 50.000 một con. Để kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên trâu bò như viêm da nổi cục, lở mồm long móng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Cạn đã chỉ đạo phân công cán bộ kiểm dịch tại chợ châu bò Nghiên Loan, tăng cường công tác giám sát phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc ra vào địa bàn. Lượng trâu bò tới và đi được cán bộ kiểm dịch thống kê và ghi chép liên tục, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh, không buôn bán trao đổi, giết mổ gia súc bị bệnh và phải báo ngay cho lực lượng chức năng sở tại. Nhờ đó, hiệu quả phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nói chung đã được nâng cao rõ rệt. Đối với cái chợ châu bò Nghiên Loan thì trước khi mà châu bò đưa vào chợ thì qua cái chốt kiểm soát của ban quản lý chợ và phối hợp với lại lực lượng thú y ở cơ sở được kiểm tra. Sau khi mà châu bò đưa về chợ thì trong cái quá trình giao dịch thì một số cái chủ hàng có cái nhu cầu vận chuyển ra khỏi tỉnh, thì lúc đấy thì về chỗ cơ quan cấp kiểm dịch thì sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục cấp kiểm dịch theo quy định. Thế còn về liên quan đến trình tự cấp dịch thì đầu tiên thì cũng phải tiến hành kiểm tra lâm sàng đối với cái lô hàng cấp kiểm dịch đó. Nếu mà sau khi mà kiểm tra lâm sàng xong thì sẽ tiến hành viết giấy kiểm dịch
và tiêu độc khử trùng sẽ cho cái phương tiện đấy thì đi ra khỏi địa bàn chợ cũng như là được phép ra khỏi địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Dù có lúc thăng lúc trầm nhưng chợ bò Nghiên Loan vẫn là địa chỉ uy tín của cánh thương lái khắp các tỉnh thành. Có những lúc chợ phải ngừng hoạt động, nhưng với quan hệ chằng chịt của giới đi buôn, chỉ một tin nhắn, chợ lại hoạt động nhộn nhịp trở lại. Không chỉ mang lại thu nhập cho người chăn nuôi, chợ còn ẩn chứa giá trị giao thoa văn hóa vùng miền. Ở đó, người miền núi học người miền xuôi cách buôn bán làm ăn, người miền xuôi cảm nhận được tấm chân tình mộc mạc của người miền núi. Với những nét đặc trưng vốn có của chợ Châu Bò Nghiên Loan, hứa hẹn còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Điều này không chỉ đòi hỏi sự đầu tư từ chính quyền địa phương mà còn là trách nhiệm của mỗi thương lái, nông dân, những người tham gia phiên chợ trong vấn đề đảm bảo an toàn dịch bệnh, giao dịch minh bạch. Và đến đây thì phóng sự của chúng tôi xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phóng sự sau.